Yo, what's good? Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube The Beer Official và MV mừng sinh nhật của Rapital. Không xem thì hơi phí mọi người nhỉ. Xem thôi. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube The Beer Official và chúng ta lại quay trở lại với chương mục sinh nhật rap trong mùa giãn cách xã hội. Và tôi hy vọng là tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nâng cao ý thức chống dịch. Bởi vì tôi đây là mùa hè rồi mọi người, đây là mùa của những buổi tiệc bất tận. Và chúng ta phải ở nhà như thế này đâu. Tôi ở nhà tôi khám phá được khá trò hay, stream chơi game, sạp đi với mấy anh em, với mọi người nè. Rồi tưới cây các thứ, tập thể dục, bla bla bla. Và hôm nay bên cạnh đó thì chúng ta vẫn không thiếu những bài nhạc rap hay để nghe trong mùa dịch này, đúng không nào? Và bài nhạc mới nhất mừng sinh nhật của Rapital cũng là một bài nhạc như thế. Bài nhạc có cái tên khá là nghe khá là quậy á, nghe tên là oai. Ok, nghe cái tên này tôi liên tưởng ngay tới cái đoạn MCK diss Osat. Osat dạy tao về hip hop, anh em ta bảo tao là oai. Ok, Rapital hiện giờ ở ngoài Bắc, Rapital có lẽ là đang là tổ chức không phải một trong những đâu, chắc có lẽ là tổ chức đang mạnh nhất ở ngoài Bắc hiện giờ, với những cái đầu tàu MCK rồi Origin vân vân và vân vân. Thì ra tôi vẫn chưa biết được hết những ông trong Rapital đâu. Tôi hy vọng đây sẽ là cái dịp để mình có thể nghe được hết tất cả những anh em của Rapital. Ok, chúng ta nghe nhé. Và trước hết, nếu như ta là lần thứ hai trở lên mà bạn quay trở lại kênh YouTube của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và subscribe, thì nó vô cùng có ý nghĩa với mình. Và chúng ta nghe thôi. Em nhìn trên ngầu. Đang ngầu nha. Và từ khi lên trăm cho đến khi tao về nhà thì tao nhận được gần đây phải là ngân lửa. Và cầm ứng tiền lớn bỗng nhiên bản thân lại cảm thấy là đi. Mà bảo thân là thật sự muốn cản được bọn tao thì cần đến một binh đoàn. Chứ chỉ mấy thằng hay đều đéo thể cần được. Bọn tao lên showbiz rồi bên đó thành under. Để ngầu. Và tao sẽ xâm lược một thầy. Bọn tao lên showbiz rồi biến nó thành under. Để bạn ngầu. Người như MCK thì chắc chắn là khả năng mở bát là cao rồi. Thế sao? Chơi sự đang ở trên không, không vì thế mà bọn tao trở nên ngông. Cả đội trap từ Hà Nội tới Sài Gòn và trong cất xong về nhà là có show họ đang mong. Âm nhạc thành quán năng lượng, mày không thể ngăn được một lần party cả club phải thắng sâu. Origin. Bố cô ông này nghe vẻ giống bọn giống tôi liên tưởng một chút xíu tới Lil Wayne. Xíu thôi, không nhiều. Nghịch vẻ liền. Ông này là ai? Đúng vậy. Và các cụ đã có câu là nước lạ vào lên hũ dù tay không phải làm nổi cơ đồ mới ngoài. So I don't give a shit nào các bạn đã không biết cho bọn tôi chân sang trí. Trên con loại âm thanh hình bản tình hiệu thì Rana bán ra rock. Các tóc 80 em xin kia AK. Dòng bò đang vác ở trên vai nhạc gió. Để mà tiếp cận nếu như mày ngon còn non thì thôi dập lo. Đừng luôn một khuôn nhạc lên tầng mây vật cuốn mà không cần say. Đừng đưa nhầm tay, đừng nghe vài ba lời qua đầu môi và đừng tin. Yo I get you one and only right here. Anh em gặp nhau là phải làm cái chai bia. Chẳng làm bận tâm vì tính kết tao dù bị bạn chấp phát như tên xít thì tạm Duke, đây là ông Duke. I'm just doing my thing. They all remember my name. Duke, lot of money in my bank. Làm những cái điều mà tao nghĩ chứ không cần phải nghĩ nhiều về những thứ tao đã làm. 24/7 luôn sẵn sàng chiến đấu qua đêm về vinh quang theo kế hoạch như đã bàn. Bitch, get out of my way. Look at my face, you know what I say. Muốn cắt đứng tao nhưng cơ bản là không thể, vì đơn giản bọn hater chỉ như cá mui trong bể. What? Mày cần phải ngước lên thật cao để được thấy tao tỏa sáng. Thôi bơi vào đây bọn tao cần luôn cả đám. Chỉ sợ nghe xong bài này bị thằng bắt chẳng sáng. Chân mẹ thiên tử nhảy vào crit. Pop pop pop. Từ VTV3 cho đến ngoài đường phố, mấy thằng ngu thường cố làm cho bọn tao lao đao. Xem em tao chết không phải bàn. Ông mình nhìn mặt hiền quá mà mẹ flow ác cho tao. Nhưng mày không thể cản. Yeah, sao. Và tao vẫn ghi nhớ là các anh tao thường dậy đã là cái thằng đàn ông chỉ sống phải đàng hoàng. Mẹ có cái cớ để sáng mai tao tỉnh dậy không được ở trong trạng thái thế chống trẻ hoàn toàn. Được chưa? Được sống như một giống loài ảm đạm. Chuẩn luôn. Chỉ trong người chứ không phải là hạn xoang. Theo được tích cực bọn tao làm ra nhạc chất trong khi mày đang chạm đất với một đống vai toàn nan. Yeah,
có thật rốt và mai mà lời tinh túy nhất. Phong thủy on the beat từ kit lấy vip biểu hóa flow trở thành một thứ kinh phi đắt. On stage gang tao phủ sóng hết đất Việt level up làm sao lũ gay ghét bất kịp mà tiếc quá. Tao còn để quan tâm với găng chân huống chi mấy thằng WhatsApp hàng dặm. Oops, fuck it. Make money every day, so rich man like MCK. Đưa hip hop under để bùng cháy cùng với thứ âm nhạc nghe đã quen khi play. Rồi sẽ thấm lúc nào mới khỏi khập khiễng. Tiếp bố tội đây chỉ là tập luyện, bọn tao đã cho từ khi mày mới tập kiễng. Vậy thì bám chắc kia đừng bắt kia mới nhập beat. Bài flow ông nào chị vậy? Groovy, à, bài ông này là Lã Thắng. Bài flow gì? Tại vì khi mà cái bài này mình nghĩ là theo anh em làm theo dạng của một cái bài cypher thì lúc có dịp thì mình cũng đã nói với mọi người rồi là cái bài cypher này là bản chất của nó thì kiểu là mừng sinh nhật thì mỗi anh em vào làm một đoạn thôi. Thì cái này anh em Capital đã làm được một cái điều là cố gắng để tạo đất diễn cho tất cả mọi người và cũng rất biết cách giữ chân người xem bằng cách là đẩy MCK lên đầu và mỗi người mỗi verse rap của mỗi người hình như là chỉ có 8 bars thôi. Hình như 8 bars, 8, 10 bars gì đó thôi. Tại vì nếu như mà mỗi người mà nếu mà đúng quy chuẩn 16 bars thì nó dài quá. Tôi nghĩ là chắc ở sau chắc cũng phải còn ở đây chắc phải còn 1-2 ông nữa thì mới hết bài cơ. Nhưng mà nếu như thế thì nó dài quá thì chắc là người xem người ta sẽ cảm thấy dễ cảm thấy khi nhàm. Với lại cái chuyện mà cypher thì một anh em trong nhóm thì mình không thể tránh được cái chuyện là trình độ của anh em không đều. Cho nên là sẽ chỉ có một vài verse chú ý nhất là cái cách phân bổ verse. Với lại cái cách mà làm một verse nó ngắn ngắn như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho nó khỏa lấp được cái sự chênh lệch về trình độ hơn. Từ đầu bài đến giờ thì tôi đang ấn tượng với dĩ nhiên MCK. MCK có một cái delivery phải nói là rất riêng luôn á. Origin. Với lại ông này Ruby, mẹ flow dị quá. Mà mới nghe có hai câu mà thấy flow dị rồi. Mẹ phải dừng lại ngay cho cái flow này khác hẳn với flow của hai ba verse vừa rồi mà tôi nghe. Mẹ nghe flow kỳ ấy. Và lồ đấy. Ông nào làm quá MV lú đéo chịu được. Lú vãi lìn nha. Ok. Anh em tao mà tao là ui. Thấy chưa thì mẹ. Tôi biết ngay là mẹ cái bài. Cái tên bài ui là nó là liên tưởng cái câu đó mà. Tôi biết ngay mà. Thế là hết rồi. Director RPT NTT này là người ở trong RPT luôn. Phong Khiền. Sao không thấy Phong Khiền rap nhỉ? Hay là Phong Khiền là producer? Chắc Phong Khiền là producer. Con beat này cũng hay cơ. Được cái con beat này cũng hay cơ. Con beat này cũng nịnh flow cơ. Đó. Thì nhân đây thì mình sẽ điểm danh cho mọi người là có những cái verse mà mình cảm thấy thích là gu của mình. Mình cảm thấy có cảm tình là MCK, Origin, Groovy, Gonzo. Flow của flow với rhyme của Gonzo lúc nào cũng đỉnh. Và đúng là người ta gọi là thầy Nam, tôi không có thầy Sơn nhưng mà vì thầy Sơn tôi hơi sida tí. Ok. Ta vừa chắc là nghe xong rồi gì nữa. Cái này chắc là behind the scene thôi. Ok, mình vừa mới nghe xong quầy. Nhân đây thì cũng gửi lời chúc một sinh nhật đến anh em Rapital nhé. Chúc anh em sẽ ngày càng phát triển hơn. Và tôi nghĩ là anh em ngày này năm sau anh em sẽ cũng phát triển hơn như thế này rất nhiều. Ok, mình sẽ nói một chút. Thì như mình đã nói thì cái bài này thì anh em làm theo hình thức cypher. Thì anh em đã có một cách xử lý với mình là thông minh. Khi mà chọn mỗi verse nó ngắn 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 thôi để tạo đất diễn cho nhiều anh em và khiến cho bài nhạc nó ít bị nhàm chán. Vậy cái cách sắp xếp verse, cách sắp xếp người mở hàng là MCK và người chốt đơn là Gonzo mình thấy cũng hợp lý. Thực ra cái người mở và cái người chốt của một bài cypher nó quan trọng lắm nhé.
nó sẽ quyết định người mở đầu là người quyết định xem là người ta có xem nghe tiếp cái server này hay không. Người chốt bài, người chốt đơn á, là người sẽ quyết định xem là sau bài server này người ta có còn động lại gì hay không, là ăn thua ông cái ông chốt đơn. Đó thì mình vừa mới nói cho mọi người nghe về những cái risk mà mình cảm thấy ấn tượng đấy, thế thôi. Thì dĩ nhiên là trong cái bài này thì mình vẫn cảm thấy là có một vài những cái màu sắc mà mình cảm thấy đặc sắc hơn. Như là nhìn chung mình thấy là bài nhạc này là một bài nhạc, để là một bài nhạc kiểu kỷ niệm chúc mừng sinh nhật thì mình thấy hợp lý, tương đối là lit. MV thì đẹp, MV thì không gì để nói rồi, MV thì đẹp. Có phim trường, quay phim trường, quay ngoại cảnh, cảnh flexing hẳn hoi, làm hiệu ứng cũng đẹp, lú. Ok, chúc mừng sinh nhật anh em Capital. Và bài này như đang bây giờ đang trên top thịnh hành, top 36 rồi. Và nếu như mà bạn nào mà chưa nghe bài Oi, producer by RPT Funkin, quên lại một lần nữa, shout out to RPT Funkin vì con beat này đốt, con đây là một con beat nịnh flow. Và nếu như mà ai mà chưa nghe bài Oi thì hãy vào kênh YouTube Capital Official và ủng hộ cho các anh em trong cái công cuộc leo top thịnh hành của mình, một buổi tiệc sinh nhật thêm vui nhé mọi người nhé. Oi produced by RPT Funkin, Capital và Spidey Boy Official Music Video. Thế nhé mọi người, và chắc là chúng ta nghe xong bài này rồi. Nếu như mà bạn cảm thấy clip này mang lại cho bạn giá trị gì đó, hoặc là đơn thuần là chỉ giúp bạn giải trí, thì để lại cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Chuyện đó vô cùng có ý nghĩa với mình. Và chúc mọi người sẽ có một mùa dịch thật là an toàn. Chúc sức khỏe mọi người, và cũng như là chúng ta sẽ có một tuần làm việc mới thực sự là năng lượng. Bye bye mọi người. Peace out.